Lần đầu đi đến GMM Store có gì hay? Hello các bác, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi đến GMM mua đồ cùng với tôi nhé. Ok, let's go. Ở Thái Lan á, thì hầu như mọi người đều sẽ di chuyển bằng MRT, BTS hoặc là đi xe buýt. Hôm nay thì tôi sẽ chọn phương tiện là tàu điện ngầm MRT. Cái trạm MRT gần GMM nhất thì là trạm Sukhumvit ở ngay Terminal 21 á. Nhưng mà đến đây rồi mình vẫn phải đi thêm một đoạn khá là xa nữa. Nếu mà mọi người tiện thì mọi người có thể bắt xe buýt nha. Có một chuyến xe buýt đỗ ngay trước cửa GMM nhưng mà tôi quên mất cái số chuyến rồi. Và một cái là bắt đầu thấy mùi BD tràn ngập rồi mọi người ơi. Ngay ngoài cửa là ảnh siêu to của Christinto. Mặc dù đã bạc màu rồi nhưng mà vẫn chưa bị gỡ đi đâu. Tôi nghĩ là các chị Trung Quốc đã mua gói theo cả 5 năm 10 năm mất. Đi vào một tí thì sẽ gặp ôm nan ở ngay hai bên cửa này và bên trong chính là clip chúc mừng sinh nhật em bé Pu của tôi. Mọi người đến đây nhớ phải đem theo passport để đăng ký ở quầy lễ tân lấy thẻ lên tầng 30 nhá. Thang máy bên trong thì toàn là ảnh của birthday boy tháng 7 thôi, mít chỉu Puin nè. Thấy nhiều người may mắn đi vào trong thang máy sẽ gặp được các idol bất chợt bước vào lắm mọi người, nhưng mà may mắn đấy không có mỉm cười với bọn tôi. Trước đây tôi cứ tưởng quầy store của GMM nó sẽ bày bán như kiểu là YG của SM á, nhưng mà không, nó chỉ có đúng một kệ trưng bày các sản phẩm thôi. Mà kệ này còn chẳng phải để bán cơ, kiểu chỉ để trưng bày thôi ấy. Và bên cạnh đấy thì sẽ có một cái màn hình kiểu như là kết nối với web online của GMM ấy để mọi người check xem tình trạng còn hàng của các sản phẩm. Nhưng mà cũng rất hên xui nha, mọi người nên chạy thẳng vào hỏi các chị staff, như kiểu hôm đấy tôi có mua thêm 5 chai nhưng cũng không có này, xong đồ của Fish Upon the Sky cũng hết luôn. À xong hôm đấy tôi còn đem theo một túi đồ ăn vặt để gửi cho Win á. Thế xong các chị hỏi là có cần nốt không, rồi luôn tờ nốt Bad Buddy này cho tôi chứ. Chưa hết nha, đang đứng thanh toán tự dưng các chị lôi cái folder của Together ra xong bảo là tặng cho free luôn. Không hiểu là mình đáng yêu hay các chị đáng yêu nữa. Tôi tới GMM khá là muộn luôn, thế là vô tình bắt gặp được cảnh tượng cute này. Ôi tồi, chú bảo vệ sẽ phải cất các em đi cho vào giỏ như kiểu chơi đồ hàng ấy mọi người, đáng yêu vãi. Xuống dưới chụp chè một ít với Puwin nào. Quà của bò với Puwin tôi không gửi ở công ty tại vì hôm sau tôi đi sinh nhật tôi sẽ gửi trực tiếp ở đó luôn.